Xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hiện tại tôi đang có mặt tại đường Trần Văn Hoàng, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây tôi sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một căn nhà mặt tiền chợ ông Hoàng, hay còn gọi là chợ ông Địa, nằm trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vị trí mua bán kinh doanh nhộn nhịp nhất tại khu vực quận Tân Bình. Căn nhà của chúng ta nằm ở vị trí vô cùng đắc địa, là nơi chúng ta có thể kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, từ việc buôn bán nhỏ cho đến việc mở tiệm thuốc, tiệm vàng, hay đơn giản chúng ta có thể cho thuê mặt bằng để mở văn phòng công ty, đều rất là phù hợp. Nhà nằm ngay vị trí giao thông rất là thuận tiện đi lại các quận trong thành phố. Tại đây chúng ta có thể di chuyển qua lại giữa các quận rất là dễ dàng. Vị trí nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu, tập trung rất là nhiều quán xá, ngân hàng, công ty, trường học. Phía cuối đường có công viên Thiên Phước phù hợp cho việc tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Trước nhà chúng ta có con hẻm là 6m, xe có thể qua lại thoải mái. Và đặc biệt nhà nằm trong chợ ông Hoàng, một khu vực mua bán kinh doanh tấp nập nhộn nhịp. Khu vực này rất là thuận tiện cho quý khách hàng vừa ở vừa kinh doanh để sinh lợi nhuận rất là cao, do có sẵn mặt bằng để kinh doanh mua bán mọi ngành nghề. Hoặc đơn giản nhất, chúng ta có thể cho thuê mở văn phòng công ty, văn phòng đại diện rất là phù hợp. Bởi vì nhà nằm ngay chợ ông Hoàng, lại gần trường học, siêu thị, nhà thờ, cách công viên Tân Phước 200m, gần siêu thị điện máy Nguyễn Kim, siêu thị Co-opmart, cách chợ vải Tân Bình 500m, hẻm lớn, xe hơi có thể đậu trước nhà. Nhà chúng ta có là sân trước rất là rộng, có thể đậu được ô tô và xe máy. Với diện tích này thì chúng ta có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ khách hàng có thể dùng để ở hoặc kinh doanh. Đơn giản nhất là chúng ta có thể cho thuê mặt bằng để kiếm thêm thu nhập. Không gian tầng trệt rất là lớn, có thể làm phòng khách, phòng tiếp tân, phòng ghi danh. Nhà rất là thích hợp để ở, kết hợp với làm văn phòng chi nhánh, ngân hàng, phòng mạch, trung tâm ngoại ngữ, viện thẩm mỹ, spa. Vị trí rất là đẹp, xung quanh có nhiều công ty, ngân hàng, trường học, nên với khách hàng làm thương hiệu rất là hiệu quả. Nhà chúng ta có diện tích là ngang 4m1, dài 12m, được xây dựng kiên cố với kết cấu là một chợ 3 lầu sân thượng, đúc 3 tấm rưỡi, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Có hỗ trợ vay ngân hàng cho quý khách có nhu cầu. Hiện tại căn nhà này đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 8 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Do nhà chúng ta có thiết kế là một chợ 3 lầu sân thượng, do đó phần chợ chúng ta có thể vừa ở vừa kết hợp kinh doanh mua bán. Bởi vì vị trí nằm ngay mặt tiền chợ, chúng ta có thể kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Quý khách hàng hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc quý khách hàng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Nhà chúng ta nằm ngay trục đường huyết mạch, nối từ quận 5 Bệnh viện Đại học Y Dược sang quận Tân Bình. Đường rộng, mua bán sầm uất, gần chợ vải Tân Bình, sau lưng là trường học Nguyễn Thế Bình, đường mở công ty, lớp học, shop, spa, văn phòng phẩm, khu dân trí cao, sạch sẽ, đường nhựa thông thoáng, nhiều đường, xe hơi tránh nhau thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên tầng 2 của căn nhà. Đây là khu vực tầng 2. Mỗi một tầng lầu chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh riêng biệt.
Ở vị trí này chúng ta có thể có rất là nhiều hướng lưu thông. Phía trái thì chúng ta có thể ra công viên Tiên Phú, phía phải thì chúng ta ra đường Lý Thường Kiệt và nhiều hướng khác mà rất là thuận tiện cho việc di chuyển qua lại các quận theo nhu cầu của mỗi thành viên trong gia đình. Nếu quý khách hàng có nhu cầu về căn nhà này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đến xem căn nhà này một cách hoàn toàn miễn phí để quý khách hàng có một cái nhìn tổng quát hơn về căn nhà mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý khách hàng xem. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan lại toàn bộ cấu trúc bên trong của căn nhà này. Nhà chúng ta có một cái giếng trời ở giữa cho nên rất là sáng. Ban ngày thì chúng ta không cần mở nhiều đèn nhưng mà vẫn đảm bảo ánh sáng cũng như là không khí từ bên ngoài vào rất là sáng sủa và không khí rất là đối lưu, làm cho sức khỏe của chúng ta cũng được đảm bảo. Đây là khu vực tầng 2. Nhà chúng ta cũng có những cái cánh cửa sổ hai bên tường. Chúng ta xem lại khu vực ở tầng 2. Do nhà của chúng ta đã qua sử dụng cho nên nếu như quý khách hàng muốn sơn sửa cũng như là trang trí và làm mới lại căn nhà thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng. Nhà chúng ta có sổ hồng riêng, có thể vay được ngân hàng. Do đó quý khách hàng có nhu cầu xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Nhà chúng ta ngay chợ ông Hoàng cho nên việc kinh doanh mua bán rất là thuận tiện để quý khách hàng có được những cái thu nhập ổn định cho gia đình của mình. Đây là khu vực phía trước của tầng 2. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Quý khách hàng hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đến xem căn nhà này một cách chi tiết. Xin trân trọng kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.